Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 3 2024, chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 52. Những đức đọc những công đoạn này của chư tổ sư dạy để chúng ta gây dựng thêm tín tâm niệm Phật và siêng năng niệm Phật. Vì lời dạy tổ sư nêu lên niệm Phật là rất là lớn. Người niệm Phật có đại phúc báo. Người có thể nghe và tin được một câu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật này là người đã nhiều đời nhiều kiếp, đến nay tích lũy biết bao duyên lành phúc đức, mới có thể đời này gặp, nghe và thụ trì pháp môn tịnh độ. Vì thế, người thường niệm Phật sẽ có phúc báo lớn. Đây là một công đoạn tổ sư dạy. Khi bị nghe rồi thì bị thấy rằng là có những người mình tự nhiên mình vừa nghe có một tịnh độ là tự nhiên mình có một lòng tin rất là kiên cố. Nhưng có những người quý vị có đem tịnh độ quý vị giới thiệu cho họ cỡ nào họ cũng không nghe. Vì sao? Vì mỗi người có nhân duyên khác nhau. Nhớ kỹ, mỗi người có nhân duyên khác nhau. Thí dụ như duyên của người ta là người ta đã từng tu tập những pháp khác ngoài tịnh độ, thì vừa người ta nghe các pháp khác là người ta thích các pháp khác. Còn duyên của mình là duyên tu tịnh độ, thì đã là duyên tu tịnh độ thì tự nhiên nghe tịnh độ tự nhiên mình thích. Còn người ta nghe tịnh độ thì người ta không thích. Mình nghe tịnh độ thì mình tán thán. Nhưng người ta nghe tới tịnh độ là người ta không thích. Cái kia người ta phỉ báng. Thì vì nghe qua công đoạn này rất rõ ràng mà. Nó công đoạn này tổ sư đã nói rất rõ ràng là người có thể nghe và tin tưởng một câu Phật hiệu này là người đã nhiều đời nhiều kiếp đến nay tích lũy bao nhiêu duyên lành phúc đức mới có thể đời này gặp nghe và thọ trì pháp môn tịnh độ. Vì thế mà người mà tu tịnh độ là người có đại nhân duyên phước báo. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật cũng nói rõ ràng, không thể nào dùng một chút xíu thiện căn phước báo nhân duyên mà tin pháp môn tịnh độ này được. Nên người mà tin pháp môn tịnh độ là nhân duyên phước báo rất là lớn mới tin. Thí dụ như chúng ta tu pháp môn tịnh độ, giống như ăn tổ ngày ví dụ là một cái con mọt nó đục cái cây tre, nó đục từ ở trên ngọn tre đục xuống tới gốc tre, nó qua bao nhiêu công đoạn nên đục xuống. Đó gọi là pháp tu tự lực, phải trải qua thời gian cực gì đó. Còn mình tu tịnh độ thì giống như con mọt này, từ bên tre bên đây nó đục xuyên ngang. Nghĩa là từ ở trên cái ngọn tre mà nó muốn đi ra khỏi khúc tre này thì nó đục từ ngọn tre hoặc từ gốc tre đục ra tới đọt tre, nó qua từng mắt tre rồi con mọt này nó mới đi ra được, rất cực. Còn người tu một tịnh độ này giống như con mọt, nó cần xuyên ngang nghe, xuyên ngang một lóng tre thôi là xong. Nghĩa là người tu một tịnh độ này lấy cái quả giác của Đức Phật A Di Đà tu đã thành rồi, làm nhân tu cho mình. Mình chỉ là người niệm Phật, còn Đức Phật A Di Đà
Ngài đã hứa là Ngài đến tiếp dẫn chúng ta. Pháp này gọi là pháp nhị lực mình tu được. Nhị lực là lực đầu tiên là bản thân của mình gầy dựng tín nguyện. Lực thứ hai là Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng ta. Và phàm phu như mình khó thể nào mà khi mà cặn tử nghiệp mà chúng ta tỉnh táo, nên phải nhờ Bổ Nguyện Di Đà dùng quang minh bao trùm chúng ta, gia hộ, hộ trì, thì con người mình mới tỉnh táo để mà niệm có Phật hiệu, được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài giảng thiết, Ngài nói rằng có những con người chỉ tính nguyện niệm Phật, họ chưa đạt công phu gì hết, nhưng chỉ có tính nguyện niệm Phật, khi cặn tử nghiệp, Phật A Di Đà phóng quang phổ chiếu bao trùm họ. Từ một căn tính phàm phu, họ vượt trội lên, đạt được công phu. Đây là cái rất là quan trọng. Họ đạt công phu nên họ rất là quan trọng. Nên mỗi một người chúng ta phải nhận thức cực kỳ sâu sắc chứ pháp môn Tịnh Độ. Pháp môn Tịnh Độ là pháp môn đại thù thắng. Nên mỗi một người chúng ta khi tu pháp môn Tịnh Độ phải nhận thức được rằng tuy rất đơn giản nhưng căn tính nào cũng tu được. Quý vị coi, chúng ta đã đọc những công đoạn mà Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài ở trong cái pháp hội Hoa Nghiêm mà Ngài giảng thuyết dẫn dắt 41 vị đại sĩ, khuyên các vị đó nên niệm Phật cầu sanh cực lạc. Các bậc đại sĩ mà còn phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài nói tốt lắm, tốt lắm. Các bậc đại sĩ còn niệm Phật cầu sanh cực lạc, ta là phàm phu không niệm Phật cầu sanh cực lạc, vậy thì không lẽ mình hơn các vị đại sĩ? Cũng như Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền, cả đời của Ngài là một vị tăng lam lũ cực khổ chuyên niệm Phật, nên Ngài có biệt hiệu rằng nông tịnh sông túc, làm việc chứng tái cực khổ, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Ngài đã làm được một tấm gương đặc biệt, 92 năm niệm một câu Phật hiệu, dù gặp sự trở ngại gì đi chăng nữa cũng niệm Phật. Người có nói gì trở ngại gì Ngài cũng niệm Phật. Luôn luôn tán thán Bổ Nguyện Di Đà, luôn luôn tán thán Bổ Nguyện Di Đà. Như hồi sáng như Đức chia sẻ Phật Pháp bên đầu tràng ba, nói một câu, thí dụ như hai người này, một người hung bạo chửi sùm, một người niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Di Đà Phật. Quý vị coi một chút, cái người chửi kia mệt muốn xỉu, người niệm Phật kia rất khỏe, rất tỉnh táo. Nguyên lý này khi bị hiểu rồi thì câu Phật hiệu này vì sẽ chăng thật niệm liền. Vì nhớ Phật niệm Phật, một câu Phật hiệu này chăng thật niệm. Đây là một cái nhân duyên đặc biệt để tích tụ nguồn năng lượng cực kỳ cao. Nên pháp môn Tịnh Độ này là pháp môn đại thù thắng. Nên mỗi một người chúng ta gặp pháp môn Tịnh Độ, đây là đại nhân duyên phước báo mới gặp được pháp này, và tin pháp này, và tu pháp này. Nên mình đã gặp rồi, đã tu rồi thì mình phải gây dựng cho cực kỳ cao. Gây dựng cho cực kỳ cao pháp môn Tịnh Độ. Đừng bao giờ bị ai nói gì dao động tâm. Không có gì một lý do gì mà bỏ Tịnh Độ cả. Vì sao? Vì nếu như mình bỏ Tịnh Độ là mất huệ mạng của mình. Chúng ta gây dựng cái huệ mạng tu Tịnh Độ này nhiều đời nhiều kiếp. Đời này của mình phải quyết chí đi diệt thế giới cực lạc. Nếu đời này mà mình không quyết tâm quyết chí thì mình thất bại thì... Tôi nói là người niệm Phật có đại phúc báo. Phúc báo chờ người. Vì nghe nè, lời tổ sư dạy nè, đời nay nếu không niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương cực lạc thì tất cả sự nỗ lực tu trì chỉ là phúc báo nhân thiên. Rất rõ ràng tổ sư nói đó. Vì pháp môn tự lực chúng ta không thể nào một đời này đạt được bảo vị giải thoát. Nên dù có cố gắng nỗ lực tu duyên tu phước lớn cỡ nào thì chỉ là phúc báo nhân thiên. Không có cách nào thoát khỏi sinh tử mà vẫn phải trở lại luân hồi nơi sáu đường, quả thật là đáng tiếc. Nên có nhiều người mình, cái nhân duyên của mình không đủ duyên tu Tịnh Độ. Nên khi mình gặp những cái pháp khác, mình cảm thấy nó phi thường cao siêu gì. Nhưng mà dù có cố gắng nỗ lực cỡ nào thì cũng là phước báo nhân thiên. Đây là lời tổ sư để lại, từng đời để lại.
Và Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài cũng nhắc mình trong kinh Đại Tập rằng thờ mặc pháp niệm Phật thành tựu. Đời mặc pháp này nhiều người tu nhưng không có người đắc đạo, duy chỉ có những người niệm Phật gây dựng tính nguyện kiên cố cả đời thì mới thành tựu có đường giải thoát một đời này. Nên pháp môn tịnh độ này mình phải gây dựng tính nguyện cho cực kỳ cao. Mình mà không gây dựng tính nguyện thì mình thất bại chắc chắn luôn. Thất bại là chắc chắn. Nên phải gây dựng tính nguyện niệm Phật. Nên mỗi một người tu tịnh độ mà càng tu càng an lạc là mình yên tâm, mình cứ niệm Phật, lo niệm Phật. Vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít gì, mình cứ niệm Phật, cứ siêng năng niệm Phật. Nên như Đức thường nói với các cụ trong chùa, các cụ lớn tuổi rồi, các cụ nắm chắc câu Phật hiệu, cứ siêng năng niệm Phật. Đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật. Đi quét lá cây xung quanh chùa cũng đeo máy niệm Phật. Đi đâu cũng đeo máy niệm Phật. Đêm hôm gì bước ra là bật máy niệm Phật đi ra ngoài, đi vệ sinh. Nhớ kỹ, mình đêm hôm gì ai biết được tuổi già của mình, bất tử ai mà biết được. Thì lúc nào, bất cứ lúc nào mình cũng niệm Phật. Còn mình là Phật tử, cuộc sống ngoài xã hội, ngoài đời bây giờ, từ xe cộ, đường xá, tàu gì đủ thứ để xảy ra những cái tai nạn bất ngờ đến với chúng ta. Chúng ta ở cái cõi này, Đức Phật nói rằng là ở trong cái căn nhà lửa tam giới. Nên từ nơi đó mà bản thân mỗi người chúng ta, nó sẽ có rất nhiều thứ trở ngại. Trở ngại về mọi mặt, nhiều thứ, rồi chúng ta sẽ gặp những sự cố, tai nạn bất tử, trở tay không kịp. Cũng như mà ở ngoài miền ngoài lúc trước mà cái chung cư mini, vị coi hôm qua còn gặp nhau, những người sống đó chào nhau, cười vui vẻ, uống cà phê, đi nhậu đồ, đi thăm bạn bè, thăm cha mẹ đồ, vui vẻ đúng không? Tối đêm đó ai ngờ được một ngọn lửa đốt cháy chung cư, bao nhiêu con người chết vô cùng thê thảm. Những tiếng kêu la thê thảm từ trong cái chung cư vọng ra, giống như mình bị bao bọc, giống như mình nhốt một con vật vào trong cái vị trí nào rồi thiêu đốt nó gì đó quý vị. Quý vị nhìn, nếu mà học Phật nhìn sâu sắc thì sẽ thấy định luật nhân quả rõ ràng đó. Ai mà ngờ được cái vô thường trong cuộc đời. Biết đâu trong cái cõi đời này chúng ta đến đây nhân sinh thù nghiệp, đến đây thì trả thù, báo thù với nhau. Nên từ nơi đó mà kiếp nạn đến mình bất tử, mình trở tay mất kịp. Đã là kiếp nạn đến bất tử thì chúng ta phải chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Tư lương niệm Phật. Phải chuẩn bị tính nguyện niệm Phật. Trong sự cố nào cũng phải niệm Phật. Nếu không niệm Phật thì mình thất bại. Thí dụ như trong cái sự cố nước trôi, chúng ta chỉ có niệm Phật. Giống như câu chuyện cái chú đó niệm Phật 4 ngày 4 đêm lang thang lên đên ở dưới biển cả, vậy mà cuối cùng chú thoát chết. Có những kỳ tích vô cùng đặc biệt để cho chúng ta nhận thức được câu Phật hiệu này vô cùng vi diệu. Một câu Phật hiệu này giải quyết rất nhiều vấn đề, thì phải nhớ kỹ. Nên niệm Phật làm sao tâm an lạc vui vẻ. Nhớ Phật, mình nhớ Phật thì mình an lạc vui vẻ chứ sao. Mình nhớ Phật thì mình an lạc vui vẻ. Còn nếu như mình nhớ đủ cái chuyện bất an thì mình sẽ lo phiền não. Nên trong cái kiếp nạn nước trôi mình cũng niệm Phật. Trong cái kiếp nạn đất sụp mình cũng niệm Phật. Trong cái kiếp nạn lửa cháy mình cũng niệm Phật. Trong cái kiếp nạn xe cộ mình cũng niệm Phật. Trong cái kiếp nạn gì mình cũng niệm Phật. Mình đã xác định niệm Phật, phát nguyện cầu sanh cực lạc. Nhớ cái câu vô thường sẽ đến. Vô thường sẽ đến với chúng ta bất ngờ, bất ngờ lắm. Nên á, mình sống một ngày, mình sống tốt một ngày, sống ý nghĩa một ngày. Mình phải sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng, ngày nói rằng tạo cái cầm theo được thì không tạo, tạo cái không cầm theo được thì cả đời cố công tạo. Bao nhiêu con người cực khổ gian nan, lo bao nhiêu thứ, tạo bao nhiêu thứ cực khổ, cuối cùng không cầm theo được gì hết. Nên mọi người chúng ta hãy tạo cái mà mình cầm theo được. Đây là ý nghĩa dữ lắm. Nhớ kỹ, phải tạo cái mình cầm theo được. Tạo phúc báo nhân duyên mình cầm theo được. Đừng nên tạo tội cầm theo được. Tạo tội cầm theo được thì thê thảm rồi. Gặp vua Diêm Vương đi tính sổ, thê thảm lắm. Nên phải nhớ kỹ, cố gắng niệm Phật, gây dựng tính nguyện kiên cố niệm Phật, để quyết chí đời này chúng ta hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.